Chào mọi người, mình tên là Lê Đình Chinh. Thì trong khóa học thiết kế web này mình thực hiện cái đồ án về cái khóa học giao tiếp tiếng Hàn dựa vào cái trang web của Unica giao tiếp tiếng Hàn. Thì trang này là trang đầu tiên mình làm. Trang này làm cũng hơi gà, mất cũng 4-5 ngày gì đó. Tại vì lần đầu tiên làm cái lát xong này cũng hơi khó. Thì đây là một trang landing page ha. Landing page là một trang web mà nó chỉ có một trang từ đầu đến cuối thôi. Đây là trang web thì đa phần là cái landing page là cái web thể loại để sử dụng để người ta chốt đơn hàng ha. Ví dụ như vô trang web này người ta đọc từ trên xuống dưới thì người ta sẽ đọc thông tin tới đây. Tới dưới đây nó sẽ có một cái form cho người ta đăng ký. Thì thường á là những cái mình thấy những cái web khác á là nó sẽ có tới 2-3 chỗ form đăng ký lận, mà không biết sao cái này nó làm cái một form. Thì có cái cấu trúc chung của landing page. Thì ở trên này mình sẽ thấy cái menu của trang web, thì khi mình ấn vô cái menu này thì nó sẽ load xuống cái phần ở bên dưới này đó. Cái này mình demo, bỏ cái video của giao tiếp tiếng Hàn vô mới đúng. Diễn viên cái này giao diện điện thoại ha. Còn ví dụ như là đối với laptop á thì khi mình làm thì nó rất là nhanh, tại mình không phải làm responsi ha. Thì khi mình làm thiết kế đây thì nó sẽ hỗ trợ bootstrap và nó sẽ responsi mình luôn. Mình ví dụ responsi ha, mình sẽ thu nhỏ màn hình lại thì đó, giao diện responsi đây. Những cái cục khối này nó sẽ tự động rớt xuống cho mình. Hàng nó chia em hai hàng. Như trên máy tính thì nó sẽ dạng ngang ra, còn trên điện thoại thì nó sẽ rơi từng khối rớt xuống từng khối. Như đây điện thoại thì ở trên máy tính bảng thì nó sẽ ngang ra bự ra ha. Đó thì nó sẽ co giãn phụ thuộc vào cái màn hình của mình. Nhưng vấn đề không có giỏi hàng á, chỉ có đăng ký tới khóa học thôi. Phần chỗ này thì mình sử dụng contact form 7. Khi đăng ký thì nó sẽ gửi tự động vào mail của mình. Và ở bên dưới này nó hỗ trợ luôn comment Facebook. Nhưng vấn đề nó cũng khá đơn giản ha. Không có gì cao siêu công nghệ. Chỉ cần học xong cái khóa học của thầy thì có thể làm cái trang web này. Thì tại vì mình dạo này có hơi nhiều thời gian ở nhà rảnh rỗi nên mình làm luôn một trang web tiếp theo, trang web bất động sản, web thứ hai. Trang này thì là một trang web hoàn chỉnh, nó có rất là nhiều page khác nhau. Ví dụ page home, phần giới thiệu, phần dự án, tin tức, tuyển dụng, phần liên hệ. Kéo đầu xuống cái này coi. Có những chỗ khó là những chỗ mà platform nó không hỗ trợ thì mình phải copy CSS. Thì ngay chỗ này mình phải copy CSS. Ví dụ cái border hoặc là cái nút này, là những cái này nó không hỗ trợ, phải copy CSS, nó hơi cực xíu. Như chỗ này cũng vậy. Còn cái này thì cái bản đồ platform nó cũng hỗ trợ. Rồi đây là phần chơi điện thoại ha, hỗ trợ responsi điện thoại.
Rồi trang web thứ ba mình làm là trang web cái này là về cái căn hộ cao cấp chung cư gì đây mình cũng không rõ nữa. Kinh quay kéo đầu đến cuối ha. Cái phần này thì nó cũng không hỗ trợ luôn, mình sử dụng custom CSS mình làm. Còn cái phần chỗ này thì mấy cái nút này thì cũng cũng không hỗ trợ, mình phải cài thêm phần mềm xăm vô mình xài. Tương tự bên này cũng vậy, khi đưa chuột vô này nó hiện border lên thì này sử dụng CSS là chính. Cái này là cái nền của nó là nó có một cái tấm hình, xong rồi nó dùng cái loại CSS gì đó mà nó làm cho tấm hình này nó cái độ opacity của tấm hình này nó mờ đi, thì mình không biết làm sao, mình lấy tấm hình đó mình Photoshop mình tự làm tấm hình mờ mờ luôn, mình bỏ vô luôn cho lẹ, chứ làm như nó thì hơi cực. Nhưng mà nhược điểm của nó là lần sau nếu mình đổi tấm hình khác á thì mình cũng phải Photoshop luôn, chứ tấm hình nó không tự opacity giảm xuống như vậy được. Thì cái này là chơi chiêu thôi chứ cũng không phải là cách chính thống. Đây mấy chỗ đăng ký nhận báo giá số điện thoại này ha, nó cũng là CS7 thì cũng phải chỉnh lại xíu, nó cũng không có sẵn. Còn cái phần này thì mình sử dụng section hai phần ha. Bên tay trái là một background, bên tay phải là background. Còn này là tab thôi, tab mình custom lại xíu nữa ra. Chỗ này là đáng lẽ là phải có cái icon nữa, mình chưa làm xong. Dù icon này thì mình vẫn sử dụng không bên xong thôi, trong platform nó hỗ trợ. Tương tự chỗ này thì cũng sử dụng tab luôn. Đây cũng vậy, hai background, một background chứ, chia hai phần bên trái phải, này em custom lại rồi ha. Rồi mình nói tiếp theo trang web cuối cùng, trang web về lắp đặt mạng, hỗ trợ các mạng FPT, cáp quang FPT, truyền hình FPT và FPT cho điện cho TV. Thì trang web này là trang web cuối cùng mình làm, cũng là trang web mà đuối nhất. Chắc là làm xong trang web này là không làm trang web này nữa, tại đuối quá rồi. Nhìn những cái khối này là thấy, những cái khối này là thấy đuối rồi. Nhìn nó cũng đơn giản nhưng mà lúc làm là thấy mất quá nhiều thời gian. Ví dụ trang cái khối này ha, khối này thì ok rồi, xuống cái khối này là mất nhiều thời gian này. Chỗ này nó ra cái bóng, đây ra cái bóng nữa, ra cái bóng như này, nhìn nó rất là sang ha, mà CSS nhiều lắm. Và phần mấy phần chỗ này cũng vậy, CSS nhiều lắm. Trang này làm trên web hoàn chỉnh nè, thì nó có dịch vụ, thì nó có dịch vụ internet FPT ha. Thì cần cái trang tiếp theo là các qua FPT. Truyền hình FPT. Mấy trang tiếp theo cũng vậy thôi. Bên tay trái nó sẽ có một cái block này. Thì mình thấy là tất cả các trang nó đều có một block này hết ha. Y chang vậy luôn. Trang chủ cũng vậy, nó có block đó. Thì mình mới nghĩ ra cái cách đó là thay vì mình phải làm tất cả các trang cái này mình đập đi đập lại thì mình sẽ đưa nó vô block. Block ví dụ như là thông tin liên hệ đi, thì những cái trang này, page này mình sẽ gọi cái block đó ra, nó đỡ mất thời gian hơn. Đó. Tin tức cũng vậy. Phần tin demo chính. Đây, nó cũng block đó luôn. Ờ,
mình kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây ha. Thì hồi trước giờ theo kinh nghiệm làm web của mình thì mình sử dụng rất là nhiều cái theme mục web khác nhau. Nếu mà mọi người sử dụng nhiều theme thì mọi người sẽ thấy là đa phần mình cài vô cái tốc độ của nó rất là chậm. Mình chỉ cần lót một trang web nhỏ thôi là mất cũng phải mười mấy hai chục giây mình phải tải những trang đó. Và hồi đó mình xài cái theme mục web nhiều á, mình bị áp cảm mục web luôn. Mình không muốn xài web nữa, đa phần mình tự xây dựng trên web đó mà. Và cái theme platform này là cái theme đầu tiên mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Chức năng nó cực kỳ ok, hỗ trợ nhiều và cái tốc độ nó cực kỳ nhanh. Thì mình nghĩ là cái theme này là nó hỗ trợ nhiều trang web này, mọi người có thể sử dụng nó lâu dài được. Ok, mình cảm ơn mọi người nhiều.